chiếu Mitsubishi D280 là một trong những cái mẫu máy chiếu hiếm hoi được sản xuất hoàn toàn tại Nhật và được cung cấp hầu hết đi các nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thì đây là một cái dòng máy chiếu cường độ sáng cao với nhiều cái tính năng khá nổi bật. Về các cái cổng kết nối từ phía bên trái qua, các bạn có thể thấy một loạt các cái cổng composite, video S, video, audio in và audio out rất là đầy đủ. Và đặc biệt hơn là dòng máy này có cổng HDMI. Cổng này cho phép các bạn có thể truyền hình ảnh với chất lượng Full HD 1920x1080. Và có đến hai cổng computer in 1 và computer in 2. Ngoài ra cái cổng monitor out cũng được tích hợp ở trong máy chiếu này. Cổng tiếp theo khá đặc biệt đó là cái cổng LAN. Đối với cổng LAN này, các bạn có thể kết nối máy chiếu với một cái mạng LAN và chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển máy chiếu từ bất kỳ vị trí nào, từ cái máy tính hoặc là từ cái điện thoại thông qua một cái mạng LAN. Tiếp theo chúng ta cùng khám phá cái hình ảnh được trình chiếu trực tiếp từ dòng máy chiếu cao cấp này. Và đây là cái hình ảnh tôi đang trình chiếu trực tiếp từ cái dòng máy chiếu Mitsubishi XD280. Đây là cái menu, cái giao diện menu chính của dòng máy này. Thì đây là một dòng máy chiếu được sản xuất tại Nhật, do đó là cái ngôn ngữ của nó sẽ không được tích hợp tiếng Việt nha các bạn. Rất tiếc, nhưng mà về cơ bản thì nó vẫn có tiếng Anh, một trong những ngôn ngữ là khá phổ biến hiện nay đâu. Cái dòng máy chiếu này là dòng máy chiếu cao cấp, do đó nó có hỗ trợ đầy đủ các cái định dạng, trong đó có định dạng 16 chính và định dạng 43. Tùy theo cái kích thước màn chiếu và cái kiểu xem, ví dụ như chúng ta xem phim thì chúng ta hay để 16 chính, còn trong trường hợp chúng ta sử dụng để trình chiếu văn bản hội thảo thì chúng ta thường để tỷ lệ 43 để cái khung hình nó đầy đặn hơn. Đây tôi đang chiếu ra ở tỷ lệ khung hình 16:9 và tôi chiếu cái video trực tiếp từ YouTube lên thì các bạn có thể thấy cảm nhận được cái hình ảnh nó khá là chân thực và độ sâu nó khá là tốt. Đánh giá khách quan mà nói thì hầu hết các cái dòng máy chiếu Mitsubishi có một cái ưu điểm là cái độ bền nó khá là tốt. Độ bền khá tốt và cái linh kiện bên trong thì gần như là chúng ta có thể hoàn toàn thay thế được, như là bóng đèn, chip hoặc là những cái bộ phận dẫn sáng, nguồn, bo, ballast, vân vân, thì gần như là chúng ta đều có thể thay thế sửa chữa được vì cái dòng Mitsubishi thì nó quá phổ biến rồi. Video này có giới hạn, do đó tôi xin phép chia sẻ những cái thông tin cơ bản. Để có thêm những cái thông tin khác, các bạn có thể để lại những cái comment phía dưới hoặc là liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thêm. Cảm ơn các bạn đã tham gia và xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.